nhân dịp tháng hành động vì trẻ em, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thành đoàn Hà Nội tổ chức đoàn công tác thăm tặng quà thiếu nhi vượt khó học tốt tại xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, biểu dương và hoan nghênh các em học sinh chăm ngoan của trường tiểu học, trung học cơ sở Đồng Lạc và bày tỏ mong muốn các em tiếp tục cố gắng học tốt, vượt khó vươn lên, tích cực rèn luyện đạo đức, trở thành con ngoan trò giỏi. Nhân dịp này, Báo Nhi Đồng, Nhà xuất bản Kim Đồng, Hội đồng đội Trung ương tặng 700 đầu sách về văn học, nghệ thuật, thiếu nhi, truyện tranh, 500 khăn quàng đỏ, 12 quả bóng đá, 50 phần quà vượt khó học tốt gồm học bổng, đồ dùng học tập. Hội đồng đội thành phố Hà Nội trao tặng 2 công trình chỉnh trang nâng cấp nhà vệ sinh của trường tiểu học và trung học cơ sở Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ trị giá 40 triệu đồng.